Xem nhỏ. Về đây. Ngắt nha. Mở nhưng mà sao chị đến xong rồi chị biết không? Chị đến xong rồi chị cũng biết vụ đấy không? Chị đấy. Thank you.
rồi, lên tiền không? Chiều qua nên là how to lie. One night only. Lương Quang Vinh on the drum. Tạ Thanh Tùng on the bass. And it's the Mr. Chiều Phan on the guitar. He sings pretty well. She tried a lot. Hôm nay các bạn đã thấy là mình đang hát ở đây. Chắc là mọi người biết rồi đúng không? Không thì hoặc là mọi người kiểu như là chỉ có 550.000 kiểu như là thừa trên bàn ấy. Sau này giờ không biết làm gì là kiểu đi uống ở đây. Nhưng mà số đấy thì thường rất nhỏ. Nên là tất cả các bạn đã đến đây. Thank you.
đấy để cố xe nhau ạ. Nặng nhất mà mình từng uống trong tất cả các cocktail bar. Đây là whisky gì? Sao nó nặng? Rye. Yeah. Cái này là cái gì? Rye. Nói chung là đại loại thế, nó là cái ngon. Nói chung là tiết kiệm. Mọi người nên gọi old fashion nếu mà mọi người muốn say nhanh. Mọi người nên say nhanh. Chịu. Cho em xin cái đấy là của đàn em đấy. À, cho em xin thêm level cái này sẽ có. Đừng rượu đâu. Mọi người có thấy mình ở dưới kia không ạ? Có muốn mình tiến gần hơn không ạ? Nghe rồi luôn. Không nhìn thấy gì không các bạn ạ? Có cái máy chiếu không? Chiếu máy. Lâu lắm rồi mới diễn ở những không gian làm cúng như này. Thực ra ở đây là những chỗ mà ở đây là bí mật nào nhỏ với mọi người. Đây là những chỗ mà diễn ban nhạc hay nhất, đánh với cả trống. Đây là một phòng hay nhất để đánh những người trống. Nhưng mà mình ít khi diễn được ở những chỗ như này, bởi vì là mình nổi tiếng quá.
nó không đáng, không tốt, nó không xứng đáng, kiểu ấy, nó khó giải quyết được những cái rồi với cả đến khách hàng của mình thì thường là không uống rượu nhiều, trà sữa nhiều hơn. Nhưng mình muốn thay đổi điều đấy vì mình không uống trà sữa. Mình nghĩ trà sữa rất là healthy và whisky rất healthy. Cho whisky ạ, đồ uống của mọi người. We shall drink, you all have drink. Bởi vì là nó ở trong đấy ạ, cheers. Cảm ơn Siva đã mời bọn mình hôm nay. Đây là một con người rất là thú vị bởi vì là đây là chỗ hoàn hảo để chơi một ban nhạc của mình. Trong say xin người đừng thất lấy vì em tình yêu đâu cần đau.
nhạc của Thắng không ạ? Bởi vì nếu mà thế thì rất là trùng hợp là tối nay toàn nhạc của Thắng. Ờ vâng ạ. Sau đây là một tác phẩm rất là dễ thương. Là một hiện tượng mạng đã trôi nổi ở trên các diễn đàn. Có ai dùng diễn đàn? Có ai dùng diễn đàn? Đã lâu. Mày thế là viết nhạc cười em. Đây là quán rượu ạ, thế nên là mọi người cứ uống rượu đi ạ. Nhưng mà tốt nhất là nên uống rượu của quán. Nhá. Ở đây có một bài hát mà đặt tên theo một trong những ly cocktail ở đây tối nay. Bài này tên là Để Quên. Đây là bài Để Quên chị ấy. Có mấy chị mà, có chị mà gọi bài để gọi cái ly để quên xong rồi bảo ôi em
không có bài đây để quên. Thì đây là bài để quên. Lần đầu tiên chơi ba này hiểu ba hay không em? Ok, kiểu nên là bọn mình sẽ giam với nhau rất là nhiều. Mọi người có vui không ạ? Mọi người cứ vui thoải mái nhá. Tối mình sẽ cố nhất có thể để kiểu như là mọi người có cầu gì thì đáp ứng được ạ. Nếu mà nhu cầu mọi người nghe nhạc thắng thì mình đáp ứng được, mình không làm gì khác, mình không có vợ được mà nào. Và thúc đừng yêu cầu, không yêu cầu uống rượu được. Mọi người ai mà kiểu như uống rượu riêng thì lên đây kiểu rơi cốc này ra là được.
dỡ bài cũng được, dỡ bài cũng được. Nhưng mà như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe của tất cả mọi người. Thì cũng được, chắc là. Bài này nó... Khi mà mình viết bài này thì nó có rất nhiều phẳng lặng. Đây là một trong những cái mà khó nhất của mọi người khi chơi nhạc với nhau. Đấy là khi mà mình chơi với nhau những nốt không chơi, những cái nốt im lặng với nhau. Và cái cách mà cái bài này chơi nó gợi ý rất là nhiều sự im lặng. Có nghĩa là anh em cố gắng nhé. Nó là rất nhiều cái, những cái lời không nói. Nó thơ lắm.
người thấy mình là người như nào ạ? Không. Show này nếu mà người không lại thực ra nó khá lắm, nó chỉ đơn giản là kiểu như là có cái cảm giác của âm nhạc ở trong đầu, xong rồi mọi người sẽ tự chơi lại ấy, ở trong đầu mình, xong rồi đấy là cái show chính ấy. Kiểu như là mình nghe rồi mình chơi với nhau, xong rồi kiểu như là cái ấn tượng về cái người đấy nó sẽ hay hơn là cái người đấy thật. Đây rồi. Thế hiểu gì mà mình nói Oh.
Không phát các bài này nhá, phát các bài nào. Phát âm nhá. Đây là đầu tiên bọn mình đến live bài này. Đây là bài mình vừa mới công bố trên YouTube. Hải sao? Mình là YouTuber mà, mọi người nhé. Với cả là bài này là bài này được thành tích gì nữa, bài này kiểu bây giờ nghĩ là nó được thành tích, nó được nó là một trong những bài trong duy quá hay, một trong những bài mà fan yêu thích nhất ở trong thập kỷ này mà được comment ở trên YouTube. Đã xem. Nhiều số 3 này, kiểu chỉ số 3, nhiều số 3. Một trong sở thích của mình là uống say bằng rượu vang rồi ăn phở số 3. Xong rồi mắng chủ quán phở là người ta không dùng rượu vang. Đấy, đừng gọi nó số 3, nó chỉ là cái gì màu đỏ đấy. Đúng không? Cái kéo như màu đỏ đấy. Rồi, dì ăn tuổi ạ? Trên này. Trên này nhẹ đi rồi. Sắp lên PR rồi. Sắp lên Tiny Desk. Mấy diễn Tiny Desk? Sẽ là diễn lên Tiny Desk, concert của hai người. Quay xem Tiny Desk không ạ? Mọi người có văn hóa không? Nghe đuôi, ok. Không biết tay đấy chứ. Còn em bị vướng chút rồi. Ok. Không quay được. Chắc là. Thank you.
Đây là bài cuối cùng của mình và cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Sau đấy nếu mà mọi người muốn có yêu cầu gì hay thêm thì đừng. Đây là bài cuối cùng. Không thoải mái chị không vướng đâu. Không vướng đâu, chị có máy lắc đây. Đây là gì đó. Thích bài này không ạ? Sức khỏe, tình yêu hòa bình, thì tình yêu hòa bình, trang trọng, sự trang trọng của kinh tế, niềm tin vào trái phiếu và tất cả các quỹ chỉ số, giữ đến chết, cùng bao giờ bỏ ra, hold to die. Thề luôn, cả năm nay nó sụp, không lên được một tí nào luôn. Thề giúp 30 triệu đấy mà nó xuống là 20 bình được thề. Sao đây là máy cuối cùng? Anh tắt rồi, em xúc lại. Ok. Một lần nữa.
Hay quá. Ờ hết.